Tiếp tục diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Mòn, Hoắc Vô Hậu đã tiến vào tinh đấu đại xâm lâm rồi truy tìm một con hồn thú có thuộc tính tinh thần. Con vật nhỏ tỏa ra ánh sáng và trông vô hại này chính là hồn thú mà cậu đang cần tìm. Trên đầu nó cũng có con mắt thứ ba, rất giống với con mắt trên trán Hoắc Vô Hậu. Hơn nữa, nó lại có năng lực chữa trị cho những hồn thú sắp chết. Băng Bích Đế Hoàng Hà tức giận với Thiên Mộng Băng Tầm vì chưa tìm hiểu kỹ lưỡng. Con hồn thú đó là Tam Nhãn Kim Nghề, nếu như giết nó thì cả tinh đấu đại xâm lâm sẽ sôi trào. Ý nghĩa biểu tượng của nó trong thế giới hồn thú là không gì sánh bằng. Ngay cả hồn thú 10 vạn năm nhìn thấy cũng phải tránh sang một bên. Nơi nó dừng lại nghỉ ngơi, tốc độ trưởng thành của tất cả hồn thú sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nghe nói Tam Nhãn Kim Nghề chỉ còn lại một con duy nhất, thậm chí có được thuộc tính ánh sáng cực hạn. Nó nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Hoắc Vô Hậu, bởi vì cậu đã mô phỏng khí tức hung sát của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, nên Tam Nhãn Kim Nghề hiểu lầm thành kẻ địch. Nó bạo phát sức mạnh trấn nhiếp, Hoắc Vô Hậu lên tiếng giải thích. Sau đó lại được linh hồn thần bí trợ giúp liên kết con mắt của cậu với con mắt thứ ba của nó. Quá trình liên kết vô cùng thuận lợi. Đúng vào lúc này, một con siêu cấp hồn thú cảm nhận được khí tức của Băng Bích Đế Hoàng Hạt mà cậu đang ngụy trang nên lập tức bạo phát sức mạnh tinh thần. Dù ở xa thì vẫn có thể phá hủy liên kết tinh thần của Hoắc Vô Hậu với Tam Nhãn Kim Nghề. Đồng tính mà con siêu cấp hồn thú tạo ra quá lớn, Phương Đông và Tiêu Tiêu sợ cậu gặp nguy hiểm nên lập tức bay tới đó. Con siêu cấp hồn thú này là một con sư tử ba đầu tên là Xích Vương, năm xưa từng giam cầm và muốn hấp thu Thiên Mộng Băng Tầm. Thực lực của nó vô cùng mạnh, xếp hạng thứ 8 trong số 10 đại hùng. Xích Vương cũng lao đến trước mặt rồi vung chân định làm thịt nam chính. Đúng vào lúc nguy hiểm, Huyền Lão lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Đối mặt với lời uy hiếp của Huyền Lão, Xích Vương hoàn toàn không nhượng bộ. Nó bạo phát sức mạnh chuẩn bị giao chiến. Huyền Lão thấy vậy cũng bạo phát hồn hoàn, cơ thể biến thành bộ dạng lực lưỡng rồi xông lên đạo sức. Sau một lúc giằng co, Xích Vương cũng bị đẩy lui về sau. Dù rơi xuống thế yếu thì nó vẫn không muốn nhượng bộ. Hoắc Vô Hậu lên tiếng giải thích rằng mình chỉ là mô phỏng khí tức hồn thú 10 vạn năm dọa những hồn thú khác rời đi mà thôi. Thấy Tam Nhãn Kim Nghề không bị thương, sư tử ba đầu cũng đồng ý bỏ qua không tính toán. Nhưng mà Huyền Lão thì lại không, đâu phải thích đến là đến, thích đi là đi, đấy là đang coi người của sự lẻ khác dễ bắt nạt rồi. Ông muốn nó phải bồi thường bằng một con hồn thú hệ tinh thần tu vi 1 vạn 5 ngàn năm. Không còn cách nào khác, sư tử ba đầu đành phải đi săn giết hồn thú. Không mất quá nhiều thời gian, Xích Vương cũng tìm được một con tử linh bái. Nhưng mà Huyền Lão lại cảm thấy phẩm chất hơi kém. Nghĩ rằng Huyền Lão muốn nuốt lời, một con siêu cấp hồn thú khác lập tức phẫn nộ. Từ đầu đến cuối nó chưa từng xuất hiện, nhưng nó lại biết rõ tình hình xung quanh Tam Nhãn Kim Nghề. Con siêu cấp hồn thú này chính là Đế Thiên, hồn thú mạnh nhất đấu la đại lục. Đế Thiên chỉ cần thốt ra một câu đã có thể tạo ra uy áp, chèn ép cho đám người Hoắc Vô Hậu khó thở. Có sự ra mặt của Đế Thiên, Huyền Lão cũng phải nhượng bộ. Ông lập tức đưa đám người Hoắc Vô Hậu trở lại học viện để hấp thu hồn hoàn. Vừa mới trở lại, Hoắc Vô Hậu vui mừng định khoe với Mục Lão. Nhưng sau khi bước vào phòng liền được một phen bất ngờ. Toàn bộ cường giả của học viện cũng ở đây, bọn họ đang vây quanh Mục Lão. Trông dáng vẻ của ông rất yếu ớt, nguyên nhân là vì Mã Tiểu Đào đã trốn thoát ra ngoài khiến ông bị đả kích vô cùng, tuổi thọ e rằng sẽ bị giảm sút. Dù biết chuyện này có liên quan tới Kính Hồng Trần và biết Minh Đức Đường cấu kết với Tà Hồn Sư, nhưng mà bọn họ lại không thể làm gì được. Đã vậy, học viện Sử Lề Khắc còn có ước hẹn trao đổi học sinh giao lưu với bọn chúng. Các lão sư vô cùng lo lắng, còn Mục Lão lại cho rằng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Hoắc Vô Hậu cũng tự nguyện rời đi. Sự dũng cảm này làm cho ông vô cùng tán thưởng, đồng thời cũng ra lệnh cho hồn đạo viện nhanh chóng triển khai kế hoạch cực hạn đơn binh. Cực hạn đơn binh là kế hoạch vô cùng tham vọng, điều động tất cả tài nguyên của học viện để bồi dưỡng ra cá thể cực mạnh có thể thay đổi một trận chiến tranh. Người may mắn được lựa chọn đào tạo là Hoắc Vô Hậu và Thái Đầu. Hai người họ sẽ hợp sức với nhau tạo ra một cặp đôi phối hợp ăn ý. Cứ theo kế hoạch mà thực hiện, những ngày tiếp theo, Hoắc Vô Hậu và Thái Đầu đều miệt mài tập luyện. Lúc thì tập luyện chế tạo hồn đạo khí, lúc thì đọc sách, tập luyện thể lực với cường độ cao. Quá trình tu luyện của hai người này là vô cùng gian nan, còn Mục Lão thì càng lúc càng suy yếu. Sau 2 năm khổ tu, bọn họ đã tiến bộ rất nhiều, có thể dùng sức mạnh và kỹ năng của mình để chiến đấu với rất nhiều học sinh và giành chiến thắng một cách dễ dàng. Hồn lực của Hoắc Vô Hậu đã đạt tới cấp 40, trình độ hồn đạo sư cũng đạt tới cấp 5. Không chỉ riêng hai người họ tiến bộ mà những người khác cũng liên tục đột phá. Tiêu Tiêu bây giờ cũng đã trưởng thành, không còn bộ dạng cô bé như ngày trước nữa mà thành một thiếu nữ xinh xắn.
Tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé!